Đây là cái bờ đê xóm Kỳ Lạ Quê Vợ các bạn nhá. Ở một vùng đất rất chỉ là truyền thống về khóa bản. Ở đấy là họ hay nói là ruộng kẻ ngang quán kẻ tăm ở chỗ này đấy. Đấy. Đây là xóm bờ đê xóm Kỳ Lạ. Đấy, những cái hình ảnh quê vợ. Đấy. Bây giờ họ đã xuống đồng làm ruộng các bạn này. Cây lúa bây giờ được khoảng 2-3 phân. Đấy. Đấy là vào ngày mùng 2 Tết các bạn nhé. Đấy. Còn dưới này là họ trồng ngô và bờ đê này là để dòng sông sông lá hay sông lá sông lá một nhánh của sông lá. Vườn ngô các bạn này xanh mơn mởn này đấy, ruộng này ruộng họ đã bên này là họ chưa vài trà, còn bên này họ vài trà cây lúa tốt cho các bạn. Đấy là cỏ này. Có cái lũy tre này. Đây là một cái vùng đất rất chi là nổi tiếng, gắn liền với khóa bảng thời phong kiến các bạn nhé, nổi tiếng. Ở này ruộng kẻ ngang quán kẻ trăm là chỗ này đấy. Hả? Cái xa xa đấy có cái ngôi mộ tổ, ngôi mộ các cô công chúa đó. Hả? Mộ tổ à? Mộ thủy tổ. Ở đây có cái dòng họ Chu là nổi tiếng về khóa bảng lâu đời các bạn nhé. Thầy là cũng là một hậu duệ của họ Chu, tức là cháu chắt chít chít bên ngoài chít ngoài. Để bờ đê các bạn. Xa có đàn vịt các bạn này, vịt đang ăn này.